nhằm đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng chỉ tiêu, đảm bảo các thanh niên được gọi khám sức khỏe đều đạt được các yêu cầu cơ bản về hình thể. Ngày 26 tháng 4, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Đức, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Xà Bang đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho 125 thanh niên trong diện gọi nhập ngũ năm 2025. Đợt khám sơ tuyển sức khỏe phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến 4 tháng 10 tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn. Tham gia khám sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra về chiều cao, cân nặng và đo phòng ngực. Đợt này, toàn huyện Châu Đức có 1.700 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2025. Trong đó, xã Xà Bang có 125 thanh niên. Sau khi khám sơ tuyển, các thanh niên đạt tiêu chuẩn về hình thể sẽ được gọi khám sức khỏe chính thức, dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2024.